Bài học đây này, quay cái này còn nguyên tem này, quay cho ăn chắc thôi. Đơn hàng giá trị cao à? Đi ra không phải việc. Mẹ kêu quét cái nhà ở dưới kia quét chưa? Kéo gì mà. Cái kéo hôm bữa mẹ mua cho đăng đâu rồi? Dào nghĩ đồ bùi. Quay mà cứ đồ bùi, đồ bùi. Đi ra. Quần đâu? Không có về rồi à? Đây là về rồi à? Ủi rồi. Tiến ở trong kho kết thúc rồi. Một tấm. Đâu ra hai tấm, một bên nó phủ rồi cái gì đó. Cái xốp đấy để im đấy. Cái hộp cũng để im đấy là luôn. Thôi được rồi.